kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ tử tù hồ duy hải Bí ẩn từ lời khai của thiếu tá đinh văn coi và những bút lục bị biến mất khỏi hồ sơ của vụ án. lời khai mâu thuẫn của hồ duy hải là đã diễn biến tâm lý của tội phạm. xuyên suốt phán quyết thẩm phán lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào lời khai của hải phù hợp với các chứng cứ khác nhưng không có chứng cứ trực tiếp dấu vân tay của hải tòa vẫn y án. Trong khi đó, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu nội dung lời khai của Hồ Duy Hải mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng chưa được điều tra thẩm vấn, làm rõ tại phiên tòa. Thứ nhất, mâu thuẫn về hành vi tấn công nạn nhân. Lời khai ban đầu của Hải khai lấy dao ở kệ gần cửa chạy theo Hồng, dùng tay phải nắm vào đầu Hồng đập mạnh vào vùng mặt và Navabo rửa mặt khoảng 3 cái dùng dao cắt đứt cổ bút lục số 82. Thứ hai, có lời khai sau khi đập đầu Hồng vào lavabo, Hải đã đi vào nhà lấy con dao ở bàn ngay tại nhà tắm cắt cổ chị Hồng bút lục số 86. Thứ ba, sau đó lại khai Hải đập phần mặt và chán chị Hồng vào lavabo. Hải kéo chị Hồng vào chân cầu thang lấy cái thớt đập mạnh vào vùng đầu rồi dùng dao cắt cổ chị Hồng bút lục 88 93 và 99. Thứ tư. Các lời khai sau hại đuổi theo xô chị Hồng ngã ngửa dưới nền gầm cầu thang, dùng tay phải đánh vào mặt Hồng nhiều cái, lấy cái thớt cầm hai tay đập lên vùng đầu, mặt của Hồng hai cái, lấy con dao cắt cổ Hồng qua lại hai cái, bút lục số 100 và 116. Mâu thuẫn về hành vi hiếp dâm chị Hồng Thứ nhất Ban đầu Hải khai định quan hệ tình dục Nhưng Hồng phản ứng bỏ xuống nhà vệ sinh Bút lục số 82 Trong hồ sơ vụ án Thứ hai Nhiều lời khai Sau khi khai Hải khống chế chị Hồng Dùng hai tay bóp cổ chị Hồng Cởi hết quần áo của Hồng Giao cấu với Hồng xong Xuất tinh vào vạt áo của mình Và hai mặt lại Và Hải mặc lại quần áo Bút lục số 89 Trong hồ sơ của vụ án Thứ ba sau đó lại khai khống chế chị Hồng đưa chưa làm được gì thì chị Hồng đạp vào bụng bật ra. Hồng bật dậy chạy ra ngoài bút lục số 101. Tuy nhiên, chị Hồng Tuy nhiên, hội đồng thẩm phán tối cao lại xét thấy trong quá trình điều tra Hồ Di Hải có một số lời khai có nội dung mâu thuẫn như viện dẫn của kháng nghị giám đốc thẩm. Điều này phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm trong quá trình điều tra, xét xử và thể hiện các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm không mớm cùng ép cùng đối với bị cáo. Cạn lời với kiểu xét xử của tòa như thế này. Sau nhiều sự kiện rối ren vì vật chứng bị mất và nhân vật Nguyễn Hữu Nghị bị đánh cháo thì nay phát hiện thêm lời khai của thiếu tá đinh Văn Còi và một người bạn tên Trí sẽ làm thay đổi cơ bản hướng điều tra và căn cứ ngoại phạm của một số người. Ngược lại thì Hồ Di Hải lẽ ra phải đương nhiên bị xem là ngoại phạm. Điều kỳ lạ khác là những bút lục bị mất lời khai của Đinh Văn Còi bút lục số 139, anh Lê Thành Trí khai bút lục số 141. Những bút lục này bây giờ đang ở đâu? Một số yếu tố quan trọng hơn cho biết nữ nhân viên bưu điện cầu voi tên Vân phải sau 21 giờ đêm mới có mặt tại điểm bán trái cây, tức là lời khai của Nguyễn Văn Thu dân phòng rằng sau 21 giờ thấy trên lầu bưu điện lầu trên lầu của bưu điện trên tầng 2 vẫn đèn vẫn sáng là khá hợp lý và đáng tin cậy. Một điều quan trọng nữa là cần lý giải là cánh cửa đi lên lầu bưu điện vào sáng hôm sau đã bị khóa từ bên ngoài. Kỳ lạ hơn là tất cả những nghi vấn này được các cấp xét xử và 17 trên 17 vị thẩm phán bỏ qua và để cho kết luận rằng bản án của vụ án không hề thay đổi. Những phát hiện trên đây đều do nhà báo Trương Châu Hữu Danh tiết lộ trên Facebook cá nhân của mình. Ông đã viết như sau. Bản án giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, 17 vị thẩm phán cho rằng 20h30 bưu điện đóng cửa, Hải đưa tiền để Vân đi mua trái cây và gây án trong thời gian Vân ra ngoài. Sau đó Vân về thì bị sát hại ngay lập tức, nghĩa là thời gian gây án từ 20h30 trở về sau và thời gian Vân đi mua trái cây, cây cộng với thời gian Vân bị sát hại. Đoạn đường Vân đi là 150m, cả đi và về là 300m, chúng tôi đã đi thử mất từ khoảng 5 đến 6 phút. Hồ sơ thể hiện Vân chỉ mua hàng và đối đáp mấy câu trong lúc mua rồi về. Như vậy khung giờ để các đối tượng khác ngoại phạm được xác định là từ 20 giờ 30 đến 21 giờ. Và trong khung giờ này nếu như Hải khai ngủ ở nhà hoặc không có chứng minh được mình ngoại phạm thì sẽ bị ghép tội. Nhưng chúng tôi có bút lục chứng minh rằng sau 21 giờ Vân mới có mặt tại điểm bán trái cây nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra tình tiết rất quan trọng này. Như vậy giờ chết của nạn nhân đã bị thay đổi và những tội những người phạm tội cũng đã thay đổi thời gian gây án thì kẻ thủ ác rất dễ được ngoại phạm và mọi sai lầm sẽ khởi đầu cho điều tra viên tự ấn định thời gian gây án một cách sai lầm. Tuy nhiên bút lục quan trọng này thì trong hồ sơ mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang giữ lại không có đề nghị viện trưởng Lê Minh Chí cho kiểm tra ngay hồ sơ để thấy thiếu đi bút lục số 262. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết ra như một khẳng định. Trương Châu Hữu Danh viết tiếp, sau 21 giờ Vân còn đi mua trái cây nên lời khai của Nguyễn Văn Thu dân phòng trước cửa bưu điện cầu voi lúc 21 giờ anh còn thấy ánh đèn trên lầu 1 bưu điện là phù hợp. Nhiều người ghé bưu điện trong khung giờ Hồ Duy Hải tức là 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 đều lấy đều được lấy lời khai và có một lời khai cực kỳ quan trọng của thiếu tá Đinh Văn Còi sĩ quan công an tác công tác tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Long An và anh thiếu tá Đinh Văn Còi khai 19 giờ 30 và bạn tên Lê Thanh Chí ăn cháo vịt xong ở cầu ván chạy về ghế bưu điện cầu voi 2,8 km nạp tiền điện thoại mỗi người 100.000 Việt Nam đồng Quãng đường 2,8 km mất tầm 4 đến 5 phút anh nạp thẻ xong tầm 4 đến 5 phút thì về. Nối tiếp sau đó là đến anh Đinh Vũ Thường xuất hiện tại bưu điện cầu voi. Cả hai lời khai của anh Còi và anh Chí tương đối trùng khớp với thời gian mà Đinh Vũ Thường. Nhưng nếu theo nhận dạng trang phục và hai anh mô tả thì khác hoàn toàn với anh Thương. Xe cũng khác và tất cả mọi thứ cũng đều khác. Anh Còi nhìn thấy thanh niên đang ngồi mặc áo thun cổ vàng ngắn tay da trắng, tóc rợn, tầm 30 đến 33 tuổi, người hơi mập. Anh Chí, bạn của anh Còi thì mô tả người này mặc áo thun vàng sậm, ngắn tay, tầm 28 đến 30 tuổi, mặt tròn. Quan trọng là phía ngoài không có chiếc xe nào. Anh Thu ở ngay chốt dân phòng, anh Còi là cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Cả hai đều có nhiệm vụ nên đều có nghiệp vụ nên quan sát phải tốt hơn anh thường hơn nữa anh còi mô tả giống anh trí nên nhận dạng người ngồi trong bưu điện sẽ chuẩn hơn anh thương anh thương vào là phải vấn số và thực hiện cuộc gọi ở cái thời mà nói chuyện phải tập trung để cho đỡ tổn cước đỡ tốn tiền cước còn anh còi và anh trí nạp cạn sẽ có thời gian quan sát xung quanh nhiều hơn anh thương do đó tôi tin lời ba nhân chứng còi trí thu sẽ chính xác hơn nhà báo trương châu hữu danh nhận định như vậy sẽ có một số dữ kiện mới như sau. Nạn nhân Vân vẫn còn sống tại hiện trường sau 21 giờ đêm. Với mốc thời gian này thì nhiều tình tiết buộc phải xoay chuyển. Một số đối tượng được xác định ngoại phạm theo mốc thời gian sẽ không thể được xem là ngoại phạm nữa. Sáng ngày 14 tháng 1 hiện trường đã bị khóa lối lên lầu. Vậy ai đã khóa lối đi này? Và như vậy anh Thu nhìn thấy đèn còn sáng sau 21 giờ là khi ấy đang có người ở trên lầu ai đang ở đó và chuyện gì đã xảy ra ở trên đó. Câu hỏi khác cần được đặt ra là liệu hung thủ có đi xe hay không và chiếc xe đó là xe gì. Nếu theo lời khai của anh Còi và anh Chí thì người ngồi trong bưu điện là người tầm khoảng 28 đến 33 tuổi, hơi mập, mặt tròn, da trắng, tóc rợn, mặc áo thun vàng sậm. Và Hồ Duy Hải khi ấy mới 23 tuổi sẽ là ngoại phạm vì rất khác với nhận dạng này. Tuy nhiên, những chứng cứ gỡ tội cho Hải đã bị đưa ra ngoài Cuộc đời anh coi thật nhiều sóng gió Anh mê đá gà nên sau đó bỏ ra khỏi ngành công an Bị xử lý hình sự mấy lần nhưng nhẹ Gần đây nhất cuối tháng 4 năm 2020 Công an vây bắt sòng bạc của anh coi Con bạc bỏ chạy tán loạn Một người có mặt tại sòng bạc tên là A Q Cũng chạy nhưng được chừng 1km thì mệt quá vỡ tìm cục chết giữa đường Công an đã khởi tố và ra lệnh bắt giam anh coi Tôi nghĩ 17 thẩm phán chưa nhìn thấy chữ ký của anh coi. Tôi mong các vị rút hồ sơ xem lại và tái thẩm vì lời khai của anh coi ở thời điểm đó đáng tin và sẽ thay đổi bản chất của vụ án. Tôi tin anh coi với con mắt nhà nghề khai đúng, anh coi khai bút lục 139, anh trí bút lục thứ 141. Việc cần làm bây giờ là viện kiểm sát tối cao hãy kiểm tra ngay hồ sơ sẽ thấy thiếu bút lục 139 và 141. Tái bút và cũng như tông tích của Nguyễn Văn Nghị không có, Nguyễn My Son đi làm ăn xa và có thêm tên Thạch My Son. Tôi đố các bạn có thể tìm ra được Đinh Văn Còi trong thời điểm này. Bình luận về chuyện đốt quần áo của Hồ Duy Hải, nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết rằng Thật lòng tôi rất thất vọng khi cùng với một hành vi đốt mà 17 thẩm án lại có thể nhận định là bất nhất chỉ với mục đích có lợi cho mình và gây hại cho người bị hại. Hải đốt quần áo theo thói quen và các anh khăng khăng bảo rằng đốt tăng vật và giao thớt là tăng vật bị đốt thì các anh bảo là bản chất không thay đổi có bản chất nào mà mức mà bức hại nhân dân có bản án nào mà đồ vật đơn giản đem đốt bị biến thành tăng vật còn tăng vật bị biến thành đồ vật đơn giản để đem đốt tôi tha thiết yêu cầu 17 vị hãy xem lại 17 mục và quý vị phản bác có lẽ phân công mỗi ông một mục 17 trên 17 và đối chiếu hồ sơ ngay bây giờ. Xin quý vị hãy yêu cầu cấp dưới cung cấp ngay các bút lục bị thiếu, sẽ hiểu ngay bản chất. Xin đừng vì sự lười biếng công bộc và kiêu ngạo cộng sản mà hủy hoại nền tư pháp vốn đang cố gắng tốt lên. Sai thì phải nhận và sửa trước khi tự đốt ra cho như dao và thớt. Có một chi tiết không biết nên khóc hay cười buổi sáng dọn hiện trường các anh dân phòng rất sợ và họ uống rượu cho say để bớt sợ. Ông uống xong thì các anh mới dọn và đốt. Thực ra thì ở quê chuyện đốt đồ cũ là bình thường. Nói chung vụ này ẩu ngay từ đầu, nhà báo Trương Châu hữu danh nhận định. Trên Facebook cá nhân của mang tên Võ Tòng tức Thạc sĩ Võ Văn Tài, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh. Ông đưa ra bình luận về vết thương ngay cổ nạn nhân và bài viết mang tựa đề vết cắt lạnh lùng. Tôi may mắn xem được bản ảnh cự ly gần chụp vết thương chí mạng ở vùng cổ của nạn nhân trong vụ bưu điện cầu voi. Vết thương hở miệng rất sâu và rộng gần nửa cổ của nạn nhân tôi có hình ảnh này nhưng vì ghi rợn nên không dám tải lên vết thương như vậy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nhận định là hung thủ đã ra tay rất mạnh dứt khoát lạnh lùng và tàn độc từ nhát dao đoạt mệnh đó cho chúng ta thấy điều gì tôi có thể mạnh dạn lý giải như sau kẻ giết hai nạn nhân phải là một tay sát thủ hoặc là một bản năng sát thủ khi hắn ra tay thì nạn nhân hầu như không có một cơ may để kháng cự hắn sử dụng cách thức đoạt mệnh hai nạn nhân tương tự như nhau dùng vật cứng đập đầu nạn nhân, chưa hiểu chuyện gì đã bất tỉnh, không kịp kêu cứu hay phản kháng, cho nên hắn giết người ngay tại khu dân cư mà không một người nào gần đó cảm nhận được có chuyện bất thường. Hoặc là hung thủ có mối sân sân hận cao độ sẽ nảy sinh ý định giết hại nhằm thỏa mãn sự ích kỷ cao độ và tâm địa tàn ác của hắn. Khi hung thủ là loại người này thì tôi dự đoán hắn sẽ lên kế hoạch cụ thể từ trước hắn suy nghĩ rất kỹ và lựa chọn phương pháp giết người sao cho không bị phát hiện và cách thức ra tay của hắn thể hiện hắn hiểu rất rõ về cách thức ngăn chặn không cho nạn nhân kêu cứu làm bại lộ thân phận của hắn như vậy hắn không thể là tên ngáo đá hay là kẻ nhất thời theo hiểu biết của tôi về tâm lý tội phạm thì người ngáo đá khi thực hiện hành vi giết người thường bị ảnh hưởng bởi tình trạng say chất ma túy Lúc đó tên tội phạm ấy chủ yếu Hành động theo sự ảo giác Cơn say đâm chém điên cuồng Nhưng hình ảnh hiện trường Tử thi thì không phải là như vậy Hai nạn nhân đều bị giết một cách thức Rất gọn gàng nên tôi tin rằng Hung thủ phải là người rất bình tĩnh Lọc lõi và có hiểu biết Chúng ta cần kết hợp với tình tiết Là sau khi giết hai nạn nhân Hung thủ đã tắt cầu giao điện Mặc dù nội dung chính Được công bố không có chi tiết này Nhưng qua Cộng đồng, đồng mạng, tôi tin rằng tình tiết ấy là chính xác và tình tiết hung thủ trèo qua hàng rào tẩu thoát để bổ sung cho nhận định về tâm lý tội phạm. Hắn cắt cổ hai nạn nhân chắc chắn máu sẽ bắn dính đầy tay và người. Cơ quan điều tra đã khẳng định trên hàng rào không có vết máu như vậy thì hắn đã làm sạch máu dính trên tay trước khi thực hiện hành vi trèo rào. Sau khi giết hai người mà hắn còn xử lý vụ việc tốt như vậy cho thấy hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Từ những suy luận như trên chúng ta đối chiếu với những quy kết mà cơ quan tố tụng nhằm vào Hồ Duy Hải sẽ thấy khập khiễng ngay. Cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm khẳng định diễn biến vụ án là vào khoảng 19h30 ngày 13 tháng 1 năm 2008. Dung đi xe Dream chạy đến bưu điện cầu voi gặp chị Hồng, sau đó Hải nhân lúc chị Vân vừa đi bộ ra ngoài. Mua trái cây lập tức Hải kéo chị Hồng lôi vào buồng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị Hồng kháng cự nên Hải liền giết chị Hồng Ngay sau đó chị Vân về đến phòng đóng cửa cuống của bưu điện lại Chắc chắn đã đóng luôn cả cửa hàng rào Hải tiếp tục ra tay giết hại Vân với cách thức tương tự như giết chị Hồng Sau đó Hải lau chùi vết thương dính máu trên người và trên tay Lục lấy tài sản rồi trèo qua hàng rào phía sau tẩu thoát Không biết lấy xe Dream bằng cách nào kết luận này chỉ có một cách giải thích là hải đột xuất nảy sinh ý định giết người nạn nhân rồi lập tức ra tay ngay hải không có thời gian suy nghĩ là lựa chọn phương án lập thực hiện gì cả và khi một kẻ giết người trong hoàn cảnh bất đắc dĩ bản thân hắn cũng không có mâu thuẫn hay thù hằn gì thậm chí còn có tình cảm với nạn nhân trong lúc giết nạn nhân cũng không phải nhằm mục đích cướp tài sản thì thường tâm lý sẽ rất hoảng sợ những xử lý lúc đó sẽ rất vụng về trong thực tiễn sẽ xảy ra vụ án giết người như vậy, phần lớn hung thủ sẽ cuống cuồng bỏ chạy thục mạng mới hợp lý với tâm lý thông thường của con người nói chung và tội phạm nói riêng. Nhưng thật sự là trong vụ án Hồ Duy Hải, tất cả đều diễn ra ngược lại và sự chéo cẳng ngỗng này cho Hải tâm lý ngược với những người đời hay do người tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm đến giám đốc thẩm có tư duy như vậy. Thạc sĩ Võ Văn Tài đưa ra nghi vấn thầy cho lời kết luận. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.